Hôm nay mình tìm kiếm và bắt được nhiều cá lắm nha. Đây các bạn nhìn này, mình bắt được mấy nghìn con cá liền nha các bạn ơi. Đấy các bạn nhìn này, úi xôi xịn đi. Đấy cá koi này, các bạn này, một chậu cá koi đầy luôn đi. Mấy nghìn con cá liền ấy. Đấy cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nha. Chứ là cá koi nó rất là đẹp như vậy các bạn. Đây cái chậu cá này có mấy cái bạn cá koi màu vàng này. Hôm nay mình bắt được nhiều cá đẹp lắm nha. Đây các bạn này, rất là nhiều những con cá đột biến đầy những màu sắc đẹp nha. Đây con cá này là con cá phát nọc phát tài, có cái màu trắng ngọc trai này. Ấy à, con cá này xinh này, cu tê cu ngầu luôn này. Các bạn ơi, đấy, ui dùi, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá đẹp nha. Ok, và bây giờ các bạn cùng mình đi bắt cá nha. Cùng mình đi bắt cá nào các bạn ơi. Ok, các bạn ơi, ở cái mương thoát nước này có cá nha. Các bạn nhìn này, có rất nhiều cá luôn nha. Ấy, ui dùi, các bạn, và bây giờ các bạn cùng mình bắt và tìm hiểu những loài cá nước ngọt siêu to khổng lồ nha. Ok, ấy, ui dùi, cá này, con cá này là con cá koi nha. Ấy à, có cái màu cam cam này, xịn đi. Ok, bây giờ các bạn cùng mình bắt cá cho vào chậu nha. Đây là cái chậu đựng cá nha. Ok, rồi, bắt cá và tìm hiểu những loài cá nha các bạn. Đây này, cá koi đẹp đây này, bự nha. Ui ui. Đấy, ui ai à, trơn nha. Con cá koi này, cá koi đột biến nha, nó không có vẻ luôn ý. Ui, nó trơn các bạn nha. Wow. Các bạn đấy, mình bắt được một con cá rồi nha. Bên trên cái mương nước này vẫn còn con cá nữa này các bạn này. Con cá này là con cá hồng kết vàng này. Ôi đẹp nhờ. Ui ui, bơi giỏi thế. Ô các bạn ơi, đấy, cá hồng kết vàng đây. Ok, đấy các bạn nhìn này, mình bắt được hai con cá rồi nha. Các bạn cùng mình đi men theo cái mương thoát nước để bắt cá nữa nha. Ồ, ồ, mày good job luôn. Ở đây các bạn này, mình bắt được con vịt này. Ồ, con vịt quạc quạc đây, cu tê cu ngầu này. Ồ, mày đun nốt luôn. Đấy, ui, các bạn nhìn này, ở cái mương nước này vẫn còn nhiều cá lắm nha. Đây các bạn ơi, con cá koi này. Con cá koi này có cái màu cam cam này, đẹp quá đây này. Đấy, ui dù ui, bự nha. Ok, đây còn con cá nữa này các bạn này. Con cá này là con cá koi có cái màu vàng này các bạn ấy. Ui đẹp nhờ. Ấy ui dùi. Ai già già. Các bạn ơi, mình bắt được ba con cá rồi nha. Đây còn con cá nữa đây này. Ôi con cá hề bự thế. Ồ các bạn ơi, bên trên cái mương nước này vẫn còn nhiều cá lắm nha. Các bạn cùng mình đi men theo cái mương nước để bắt cá nữa nha. Ok, let's go nào. Ồ kìa, con cá thì bự thế nhờ. Đây các bạn này, nhìn này. Ui dùi. Con cá chim nha. Con cá chim này to đây này. Ui dùi. Chứ to khổng lồ luôn nha các bạn nhá. Ôi dồi ôi, to đây này. Ui ui, còn rất là nhiều cá to nha các bạn nha. Đây đây, các bạn nhìn này, con cá chim nha. Ui ui, ai già già. Ồ các bạn ơi, cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha. Đây này, con cá chim này đẹp này. Bự nhờ. Ui dồi ui, cá chim ấy, to lớn nhờ. Ok. Đấy. Các bạn ơi, mình bắt được 5 con cá rồi nha. À, và bây giờ mình sẽ đi men theo cái mương nước để bắt cá nữa nha. Đây này, ui dồi ui. Ui nó to các bạn nha. Đây này, ui ui. Con cá kia là con cá koi nha. Siêu to khổng lồ luôn nha. Ô kìa. Ôi trời ơi, nó to các bạn nha. Bự đi này. Con cá koi có cái màu cam cam luôn đi này. Ô các bạn nhìn này. Con cá koi này có cái màu cam của cái củ cá đốt mà cái bạn thỏ thích ăn đi này. Bự nha. Ui dồi ui. Siêu to khổng lồ luôn đấy. Đây này. Oh my good job luôn. Đấy các bạn nhìn này. Mình bắt được một chậu cá rồi đi này. Oh my good job luôn. Ở bên trên cái mương thoát nước thì vẫn còn nhiều cá lắm nha các bạn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Đây mình bắt được con cá gì nữa đây. Con cá này con cá rô phi nha các bạn. Cá rô phi đi này. Xịn nhờ. Ok. Bên trên cái mương nước thì vẫn còn nhiều cá lắm nha các bạn. Đây này, mình bắt được một chiếc du thuyền đây này. Đẹp nhờ. Cú tê cu ngầu luôn. Ok. Các bạn nhìn này. Ui dồi cá đây. Con cá này đẹp quá đây này. Ui dồi. Ai già già. Các bạn nhìn này. Con cá này con cá koi có cái màu bò sữa nha. Ôi xịn nhờ. Ui dồi đẹp đi. Đẹp nhờ. Đấy cá koi có cái màu bò sữa đây. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nhá. Chứ là cá koi nó rất là nhiều màu sắc đẹp như vậy các bạn nhỉ. Bên trên cái mương nước này vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Và các bạn cùng mình đi bắt cá tiếp nhá. Ok, let's go nào. Đây này các bạn này. Ôi dồi ôi. Ồ các bạn nhìn này. Ui ui. Con tôm nhá, mình bắt được con tôm này các bạn này. Con tôm hùm Alaska siêu to khổng lồ đây này. Ui ui. To thế. Bự nhá. Ai giật giả. To không nào. Đấy, tôm hùm Alaska siêu to khổng lồ đấy. À, mình bắt được một chú vịt quạc quạc ở đây này. Con vịt thì xinh ấy. Cu tê cu ngầu đấy nhờ. Ok, đây các bạn ơi. Đây, con cua này các bạn này, mình bắt được con cua đẹp quá đây này. Con cua này thuộc loài cua dã tràng nha. Ô xinh nhờ. Ok, đây các bạn ơi. Mình bắt được một chậu cá rồi đi này. Bên trên cái mương nước thì vẫn còn nhiều cá lắm nhá các bạn nhỉ. Đây này, mình bắt được một chú cá trê đây này. Úi dồi ôi, cá trê bự nhá. Các bạn ơi, đấy, đấy. Úi dồi ôi. Ôi bơi kìa, bơi kìa. Oh my good job luôn, bơi rất giỏi luôn. Cá trê đấy, úi dồi bơi kìa. Cái trê thuộc bộ cá da trơ nha các bạn. Đây còn cá trê này có cái màu trắng bạch tạng này này các bạn nhìn này. Ui dồi ui bơi giỏi thế. Ok à. Ui dồi ui. Xịn nhờ đấy, cá trê trắng bạch tạng đấy các bạn ơi.
Bơi giỏi nhỉ. Ồ các bạn ơi, đây bên trên cái mương nước mình bắt được con cá chép này các bạn này. Đấy cá chép thì các bạn đẹp không, có màu đỏ luôn nhá. Ok đấy, cái bạn cá chê này bơi giỏi thế. Ui dùi, bơi lên trên này rồi đi này. Oh my good job luôn. Oh my good job luôn. Ở đây các bạn này, con tôm này, mình bắt được con tôm hùm đất này các bạn này. Ôi đẹp nhờ. Đấy tôm hùm đất đây. Xịn luôn. Ồ, bên trên cái mương nước này vẫn còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đấy mình sẽ cho cái bạn tôm vào trong cái chậu đựng cá luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, con cá mập nhá. Ồ các bạn ơi, ôi mình bắt được con cá mập này. Ôi xịn nhờ. Ở đây này còn cá ba đuôi nữa này các bạn này. Cá ba đuôi đây. Ồ cái bụng tròn tròn luôn. Xịn luôn đi. Ồ các bạn ơi, ở cái mương nước này mình bắt được nhiều cá lắm đấy. Còn nhiều cá lắm các bạn đi này. Con cá này, con cá chép có cái màu xanh này. Ui ui xịn nhờ. Ấy, ồ còn cá chê đây. Còn cá chê là bắt được trơn lắm các bạn nhá. Cá chê bắt được rất là trơn, khó bắt các bạn nhá. Đấy trơn đấy. Ở trơn tuyệt vời luôn mà bơi rất giỏi luôn. Đây này. Ôi giời ơi. Rồi, tới công chuyện rồi, khó bắt nhá. Đấy, ui giời có cái màu trắng luôn nhá. Ui giời ơi. Kìa. Bơi rất giỏi luôn. Ui giời ui. Rồi. Đấy, ai già già các bạn ơi, mình bắt được rồi nhá. Ok. Đấy các bạn nhìn này, mình bắt được một chậu cá rồi đây này các bạn này. Ok. Ui giời. Các bạn nhìn này, ở trên cái mương thoát nước này có một cái hố nước đây này. Ở trong cái hố nước này có nhiều cá lắm các bạn ơi. Một ổ cá liền đây này. Ui giời. Cá gì đây? Con cá mập mõm nhọn này. Ui trời xịn đi. Ôi một ổ cá liền các bạn nhỉ. Đây con cá koi có cái màu vàng này. Rất là nhiều cá koi có cái màu vàng các bạn ơi. Ôi đẹp nhỏ. Oh my đun nốt luôn. Ôi xịn thế. Ui giời ơi. Đấy các bạn ơi, con cá koi này bự quá đi, có cái màu vàng lên đi. To không? À xịn thế. Đấy ôi ơi. To đùng luôn, siêu to khổng lồ luôn các bạn. Ai chà chà. Ở bên trên cái hồ nước này vẫn còn nhiều cá lắm các bạn nhá. Các bạn cùng quan sát nhá. Đừng quên cho mình xin một like nhá. Đấy, ui giời cá con màu vàng bự nhờ. Ok. Đây này các bạn nhìn này, con cá koi có cái màu cam cam này đẹp quá. Đấy các bạn ơi. Ok và bây giờ mình sẽ đem những con cá này lên cái khu chăn nuôi cá của mình nhá. Đây mình bắt được một chậu cá đầy này các bạn này, nhìn này. Ui giời các bạn cùng quan sát nhá. Ok, đấy, ui rất là nhiều cá đẹp luôn. Đây con cá koi có cái size nhỏ xinh này, xinh quá này. Cute cun ngầu luôn đi. Ok rồi, let's go bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem những con cá này lên cái khu chăn nuôi cá của mình nhá. Ok, let's go. Các bạn ơi, đấy, hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nhá. Mấy nghìn con cá liền các bạn ơi. Rất là nhiều những loài cá đột biến đầy những màu sắc đẹp nhá. Các bạn ơi, hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nhá. Và bây giờ mình sẽ quay cái khu chăn nuôi các con vật dễ thương của mình cho các bạn xem nhá. Các bạn cùng quan sát nhá. Đây này, hôm nay mình bắt được nhiều cá đẹp lắm các bạn ơi. Ok luôn này các bạn, mình bắt được mấy nghìn con cá liền, rất là nhiều cá đẹp luôn nhá. Đây này các bạn, đây là cái bể bơi này. Cái bể bơi mình dùng để nuôi cá nhá. Đấy, cute cun ngầu luôn. Đây này các bạn này, con cá này to đây này. Con cá này là con cá koi bướm nhá các bạn. Có cái màu đỏ đô luôn này. Siêu to khổng lồ luôn nhá. À đây này các bạn, đây là vịt này. 1, 2, 3 các bạn vịt đang tắm nhá. Vịt con có quá cây. Ui xin nhi. Oh my good job luôn. Đấy, ba các bạn vịt kia cun ngầu thế nhờ. À đây các bạn ơi, đây các bạn nhìn này. Đây là cái khu chăn nuôi thỏ của mình nhá. Đấy, các bạn ơi, mình rất là thích hai cái bạn thỏ này nhá. Bên này thỏ này các bạn. Ôi một con thỏ đi chơi đâu rồi. Ôi đây con thỏ này các bạn. Con thỏ này mình rất là thích đó nha. Cho nên là mình rất là chăm chỉ đi lấy rau phải cho ăn đấy các bạn. Để thỏ nhá. Con thỏ này có cái màu vàng cát này. Ở xinh nhỏ. Cute cun ngầu luôn. Ok. Các bạn ơi đây. Bên trên này là cái khu chăn nuôi chuột của mình nhá. Các bạn nhìn này. Đây này. Đây là cái chỗ nuôi chuột của mình nhá. Chuột hamster đấy các bạn ơi. Đây. Các bạn cùng quan sát nhá. Đây là chuột hamster đây này. Đây là một gia đình nhà chuột hamster nhá. Đấy, úi dùi, cute cun ngầu thích nhỏ. Đấy, ôi, chuột hamster các bạn. Hamster thuộc loài chuột cảnh nhá các bạn. Cho nên là bắt thoải mái, không cắn như chuột ngoài lòng đâu các bạn nhá. Đây nè, úi dùi, ui, xịn luôn đi. Đấy, ok. Úi dùi, dễ thương không? Đấy, chuột hamster đây các bạn ơi. Ok, và đây là cái khu chăn nuôi các con vật dễ thương của mình nhá. Bây giờ mình sẽ ấn thỏ đây. Cái bạn thỏ này đi chơi về rồi đây nè. Cái bạn thỏ này, đấy, úi dùi. Ai già rồi. Muốn ăn đúng không? Ok. Đây con thỏ này thuộc loài thỏ lông dài các bạn nhá. Ra nữa mình sẽ cho nó ăn rau muống sau các bạn nhá. Ở bây giờ mình sẽ thả cá vào bể nhá các bạn nhá. Hôm nay mình bắt được nhiều cá đẹp lắm nhá các bạn. Đây này mình bắt được mấy cái chậu cá đầy luôn mà. Đây này, đấy cá đây này các bạn này. Con cá này, con cá hồng kết vàng nhá. Đây này con cá lóc Amazon này các bạn này. Đấy cá lóc Amazon đấy, đẹp không? Cute cun ngầu luôn. Ok. Hôm nay mình bắt được nhiều cá đẹp lắm các bạn ơi. Đấy, ui, xịn nha. Đây này, một chậu cá đầy luôn đây này. Đấy, rất là nhiều cá koi nhá. Đấy, ui. Bây giờ mình sẽ thả cá vào trong bể nhá. Đây này, đấy, bây giờ mình sẽ thả cá vào bể này. Đấy, thăm ngàn, cute cun ngầu luôn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá.
Đấy, mình đang thả cá vào bể nha các bạn nhá. Ok. Oh my god, chết rồi, thả luôn, thả hết. Đấy, mình thả hết cá vào bể rồi nhá. Ok, đấy, vẫn còn mấy chậu cá đầy nữa các bạn. Hôm nay mình bắt được nhiều cá đẹp lắm nhá. Đấy, ui ui xịn đi, cá đang bơi kìa. Ok, đấy. Rồi đây còn chậu cá nữa này các bạn này. Đây còn chậu cá nữa nhá. Đấy, đừng thì thả luôn vào đây. Rồi, đây, ui ui ui. Bơi kìa, ui dùi ui. Oh my god, chết rồi, các bạn ấy. Mình đã thả cá hết cá vào bể rồi nhá. Hôm nay mình bắt được nhiều cá đẹp lắm ha các bạn ơi. Đây là con cá coi này, bự đi này. Đấy, con cá coi bướm thì to lớn nhất đi này. Đấy. Ok, các bạn ơi, và bây giờ để con cua dã tràng này. Đấy, cua dã tràng này, con tôm hùm đất này các bạn này. Tôm hùm đất đây. Oh my good job luôn. Đây con tôm hùm Alaska siêu to khổng lồ đây này các bạn này. Các bạn nhìn này, ui dồi ôi, bự nhờ. Đấy, ok, và bây giờ mình sẽ quay đến cái khu chăn nuôi vịt của mình nhá. Đây này các bạn này, đấy, ba các bạn vịt đang tắm nhá. Đây này, con cá đây này. Ô, con cá chép này. Ô, cá mập đây. Ui dồi, cá mập siêu to khổng lồ này. Ui, oh my good job luôn. Đấy, cá mập đây. To các bạn ơi. Đấy, và bây giờ mình sẽ quay đến cái khu chăn nuôi rùa của mình nhé các bạn xem nhá. Đi xe lên đằng trên này là cái khu chăn nuôi rùa của mình nhé các bạn ơi. Đi nè, ở trong cái bể này có rùa nhá các bạn nhá. Đi nè, đi rùa đi nè các bạn đi. Đấy, cái bể này là bể nuôi rùa của mình nhá. Các bạn cùng quan sát nhá. Đây là các bạn nhìn này. Đây con rùa đẹp này. Đấy, đây này, đây. Con rùa này, con rùa này thuộc loài rùa tai đỏ nha các bạn. Rùa tai đỏ đây này. Nhưng mà tai đỏ đột biến nhá. Lo có cái mai rùa màu xanh như này. Ô xịn nhờ. Đấy các bạn, rùa này cun ngầu đấy nhá. Đây con rùa này đẹp này. Con rùa này thuộc loài rùa vẽ đông nha các bạn. Rùa vẽ đông xịn nhá. Ok. Ồ, các bạn nhìn thấy gì không? Đây này, các bạn nhìn này. Ui ui. Cái bạn ếch này. Cái bạn hoàng tử ếch này. Ôi giời. Nhảy gặp ô kìa. Rồi, nhảy đâu rồi? Nhảy mất tiêu rồi. À đây. Ok. Rồi, chụp. Ui giời. À dạ. Oh my good job luôn. Rồi. Bật. Ui. Ồ, các bạn đây nhảy xa lắm, nhảy xa như ếch luôn. Rồi đây này, đấy, mình bắt được rồi nha. Ok, và bây giờ mình sẽ thả lại cái bạn ếch vào trong cái bể nuôi rùa nha các bạn nhá. Ok, rồi và bây giờ mình sẽ quay đến cái khu chăn nuôi cá của mình nhá. Đây còn cái bể cá nữa đây này. Đấy, mình sẽ thả luôn cái bể cá này vào trong cái bể cá to nha. Đấy, ui dồi, ui tê, ui ngầu luôn các bạn ơi. Đấy các bạn, hôm nay mình bắt được nhiều cá đẹp lắm nha. Ui ui, một cái chậu cá, một cái bể cá đầy tràn luôn. Ui xịn nhờ. Đấy, đây là vịt này các bạn này. Ôi thỏ đây. Ô cái bạn thỏ này đi chơi đâu? Ô cái bạn thỏ lông dài và rồi đây này, đi chơi và rồi đây này. Ôi trời ơi, rồi lại nhảy đi chơi. Ờ các bạn ơi, đây này. Con thỏ này mình rất là thích đi này. Con thỏ này là con thỏ lông ngắn này các bạn, có cái màu vàng cát nhá. Rồi thăm ngàn ăn đi. Thỏ ăn đi. Ôi trời ơi. Cú tê đấy nhở. Ồ các bạn thấy thích con thỏ này không? Mình rất là thích con thỏ này nha. Nó rất là lành và dễ thương nha các bạn ơi. Bắt chuột này. Chuột hamster này. Ở đấy bây giờ mình sẽ bắt chuột hamster cho bạn xem nhá. Đây này. Ui ôi, cun ngầu đấy nhờ. Xinh xắn thật đấy. Ok. Đấy, ơi bạn thỏ này, bạn thỏ cu tê cun ngầu đây này. Ôi dồi, cun ngầu thế nhờ. Xinh xắn thế nhờ. Ui, kìa.